Ngày hôm qua thì Thuận cứ làm một cái video nói về 10 lý do tại sao thị trường này sẽ tăng Những bạn nào mà có hứng thú thì trên màn hình của các bạn sẽ có cái link để các bạn xem video đó Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ nhìn vào thị trường này từ một góc cảnh khác Chúng ta sẽ nói tới 10 lý do tại sao thị trường này sẽ giảm Đương nhiên là không ai có thể biết được tương lai cho nên những tài liệu này chỉ là những tài liệu cho các bạn tham khảo Và cũng như thường lợi tất cả chỉ vì mục đích thông tin và không được xem là lời khuyên đầu tư lý do đầu tiên chúng ta sẽ nói tới đó chính là những nhà đầu tư lớn hay là institutional investor ngày hôm qua thì chúng ta nói tới khá nhiều dẫn chứng cho thấy là những nhà đầu tư lớn những công ty lớn đã tham gia vào thị trường này chúng ta đã nói tới công ty fidelity sandbag và snapdash nhưng mà một điều mà các bạn cần biết là không phải ai cũng phấn khởi khi mà những công ty lớn đi vào thị trường này nhất là khi mà chúng ta thấy là càng ngày lại càng có nhiều sàn lớn cho short hay là nhiều bạn gọi là cho bán thống Bitcoin và càng ngày thì lại càng có nhiều những sàn lớn cho giao dịch hợp đồng tương lai của Bitcoin chúng ta cũng đã biết tới những sàn như là CMB, CBOE và bây giờ sắp sửa ra mắt là sàn bác của công ty ICE, công ty mẹ của sàn New York Stock Exchange tại vì những nhà đầu tư lớn tham gia vào thị trường này không có nghĩa là họ sẽ mua họ hoàn toàn tham gia vào và có thể là short thị trường này làm cho giá cả lại càng đi xuống không ai có thể đảm bảo được là những nhà đầu tư lớn sẽ mua và đẩy giá lên nhiều người năm 2018 đổ lỗi cái sự xuống giá là tại vì liên quan tới cái số lượng số hợp đồng tương lai cho những sàn như là CME hay là CBOE. Và ngày hôm qua thì trang web News BTC đã đưa ra một bài viết liên quan tới hợp đồng tương lai của Bitcoin và trong bài viết này đưa ra một dẫn chứng cho thấy là cái khối lượng giao dịch hợp đồng tương lai trên sàn CME hợp đồng tương lai của Bitcoin đã tăng cái mức kỷ lục từ trước tới giờ các bạn thấy được ở trên màn hình cho thấy là ngày 19 tây giao dịch tổng cộng là 18.338 hợp đồng tương lai và khi mà chúng ta qua trang web chính thức của CME thì bạn thấy được đây là một tài liệu thật sự 18.338 hợp đồng tương lai Có nghĩa là khoảng 91.690 đồng Bitcoin Hay là nếu như tính theo đô la là khoảng 365 triệu Một con số các bạn thấy rất khổng lồ Sự ảnh hưởng thật sự của hợp đồng tương lai của Bitcoin Và giá cả của Bitcoin trên các sàn giao dịch là như thế nào Thì đây là một điều mà vẫn đang được tranh cãi Tại vì nhiều người nói là nếu như mà hợp đồng tương lai ở trên những sàn như là CME hay là CBOE, đây chỉ là hợp đồng trên giấy tờ và không có Bitcoin thực sự thì làm sao ảnh hưởng tới giá cả của đồng Bitcoin ở trên các sàn? Nhưng mà những người mà bên kia cho là có sự ảnh hưởng là rất lớn là tại vì một người nào đó có thể là số cái khối lượng lớn hợp đồng tương lai ở trên sàn CME hay là CBOE sau đó tung ra một số lượng BTC trên các sàn giao dịch đẩy giá của Bitcoin xuống thì đương nhiên làm như vậy là sẽ bị lỗ khi mà họ bán ra Bitcoin thực sự nhưng mà họ sẽ lời rất nhiều tại vì những cái hợp đồng tương lai short Bitcoin là sẽ có được cái lợi nhuận cao hơn cái phần lỗ mà họ bán trên sàn rất nhiều và đây là một giả thuyết mà được nhiều người công nhận khi bạn nghĩ là sự ảnh hưởng là như thế nào nhiều bạn đưa ra dẫn chứng là mỗi một lần mà hợp đồng tương lai đáo hạn trên những sàn này thì giá cả sẽ bị ảnh hưởng đó có phải là một sự trùng hợp hay là không nhưng mà một điều chúng ta thể chắc chắn được là những nhà đầu tư lớn hoàn toàn có thể thị trường này chứ không có nghĩa là họ đi vào là sẽ mua điều thứ hai chúng ta sẽ nói tới có thể dẫn tới cái sự xuống giá của thị trường này đó chính là liên quan tới các sàn giao dịch tuy là hơn một năm vừa qua chúng ta có sự xuất hiện của rất nhiều sàn giao dịch và càng nhiều sàn thì đương nhiên là càng tốt tại vì càng nhiều sàn thì người tiêu dùng càng có nhiều sự chọn lựa hơn các sàn có thể cạnh tranh để thu hút những khách hàng như là giảm đi cái phí giao dịch và càng nhiều sàn thì càng giúp đỡ nhiều cho hệ sinh thái của thị trường này và giúp đỡ cho cái sự lưu thông vốn hóa. Nhưng mà trong một năm vừa qua thì rất rõ ràng là chúng ta có một số sàn đã trở nên rất lớn. Những sàn các bạn cũng quen thuộc như là sàn Coinbase hay là sàn Binance hay là sàn Bitrex những sàn này đã trở thành những công ty rất lớn và có rất nhiều khách hàng và lưu trữ rất nhiều tiền kỹ thuật số tuy là tiền kỹ thuật số rất là phi tập trung nhưng mà đây là một điểm tập trung và là một điểm yếu của thị trường này tại vì các bạn thấy là chỉ cần một trong những sàn lớn này bị hát bị ăn cắp tiền hay là bị phá sản thì sẽ ảnh hưởng rất nhiều đối với hệ sinh thái của thị trường này và sẽ dẫn tới cái sự sụt giá tuy đây là đúng sự thật chúng ta có một số những sàn lớn là trọng điểm của thị trường này về mặt giao dịch nhưng mà khi mà chúng ta nhìn vào những cái thị trường khác như là thị trường vàng thị trường chứng khoán các bạn cũng thấy cái sự tương tự là có một số sàn Lớn. một số công ty lớn là nắm giữ toàn bộ thị trường những công ty đầu tư lớn như chúng ta thường hay nói tới như là Fidelity, Goldman Sachs, Morgan Stanley chẳng hạn thì đây tuy là một điểm yếu nhưng mà không chỉ riêng cho thị trường crypto đây là một vấn đề của những thị trường tư bản bất cứ ai có bản lĩnh thì sẽ trở thành một công ty lớn và công ty nào phục vụ tốt thì sẽ có nhiều khách hàng Lý do thứ ba thì chúng ta sẽ tiếp tục nói về cái sàn giao dịch nhưng mà chúng ta sẽ nói tới vấn đề liên quan tới pháp lý. Nhiều bạn cũng đã biết là chính phủ đã phạt một số sàn và đóng cửa một số sàn liên quan tới những việc như là rửa tiền hay là giao dịch chứng khoán không có giấy phép như là sàn BTCE, sàn One Broker hay là sàn Ether Delta đây là những sàn giao dịch nhỏ và nhiều người nghĩ là chính phủ nhất là chính phủ hoa kỳ chỉ là mới bắt đầu nhiều người cho là chính phủ sẽ bắt đầu đàn áp những sàn nhỏ những sàn mà không có nhiều tài nguyên để đứng lên thách thức chính phủ cho nên những sàn này chịu chấp nhận đóng phạt nhưng mà đó không có nghĩa là chính phủ sẽ đi yên cho những sàn lớn hơn những sàn như là binance poloniex bitrex các bạn cũng đã thấy là cái số lượng altcoin ở trên sàn Binance là rất nhiều và tôi nghĩ là phần trăm một số altcoin là chứng khoán là một điều mà khó tránh và những sàn này cũng không có giấy phép giao dịch chứng khoán và nhiều người cho là chính phủ sẽ bắt đầu hành động với những sàn lớn này và một số người cho là nhẹ là chính phủ sẽ bắt những sàn này đóng phạt tại vì vi phạm luật chứng khoán và bắt buộc là phải loại bỏ một số crypto ra khỏi thị trường này và sẽ làm ảnh hưởng tới vốn hóa thị trường còn nặng hơn là có thể niêm phong mà không cho hoạt động tôi nghĩ là khả năng niêm phong không cho hoạt động là một khả năng rất thấp tại vì những sàn này những sàn lớn như là coinbase binance poloniex bitrex các bạn thấy là những sàn này là những sàn mà cũng có đóng thuế cũng mướn người cũng cung cấp công mang việc làm cho nên nếu như mà không có phạm luật lớn thì thường không nghĩ lý do tại sao mà chính phủ lại muốn niêm phong và không cho tiếp tục hoạt động nhưng mà cái việc đóng phạt hay là phải loại bỏ một số đồng ra khỏi những sàn này tôi nghĩ là một điều cũng rất khó tránh và cũng có thể ảnh hưởng tới giá cả khi mà điều này xảy ra và trước khi mà chúng ta tiếp tục nếu như mà các bạn nhận được giá trị trong video ngày hôm nay thì các bạn đừng quên những cái nút like và đăng ký kênh để nhận được những thông tin mới nhất lý do thứ tư chúng ta sẽ nói tới thì cũng tương tự như là điều chúng ta mới vừa nói tới liên quan tới các sàn giao dịch các chính phủ và nhất là chính phủ Hoa Kỳ đã bắt đầu đàn áp rất nhiều ICO một trong những dẫn chứng là các bạn thấy là chính phủ Hoa Kỳ đã bắt đầu đàn áp những dự án như là BitConnect những dự án mô hình Ponzi tại vì những dự án này là rất dễ dàng bị hạ gục các bạn cũng nên nhớ là ở thời điểm đó là có hai tiểu bang của Mỹ thường nhớ là tiểu bang florida và tiểu bang texas hai tiểu bang này đã kiện bitconnect là không có giấy phép hoạt động chứng khoán và đó cũng là sự bắt đầu của sự sụp đổ của bitconnect kể đó thì bang quản lý chứng khoán của hoa kỳ sec lần lượt phạt một số dự án bắt một số ico phải đóng phạt và phải hoàn trả lại tiền cho những người mà đã đầu tư vào những dự án như là chúng ta cũng đã từng nói tới như là Paragon hay là airfox thì cũng tương tự như là những sàn giao dịch những dự án này là nhỏ hơn có cái tài nguyên nhỏ hơn khó có thể chống lại được sec và cũng rất rõ ràng thấy được là những dự án này là có khả năng coi như là chứng khoán Muốn biết một dự án nào cũng phải là chứng khoán hay là không thì một điều không dễ Nhưng mà SEC dựa vào một lý do rất đơn giản là khi mà một người nào đó mua token của dự án nào thì họ mua token để mà sử dụng trên mạng lưới hay là mua token tiêu yếu để bán lại sau này với cái giá cao hơn Và cái giá hiện tại với cái giá cao hơn sau này là có phải liên quan tới cái đội đứng sau lưng hay là không Nếu như là có liên quan thì SCC coi đó là một chứng khoán thì cũng tương tự như là khi các bạn mua một cổ phần của một công ty, nếu như mà công ty đó có lợi nhuận tại vì cái đội đứng sau lưng của công ty đó làm cho công ty đó càng ngày càng có giá trị hơn và sau này các bạn có thể bán cổ phần với cái giá cao hơn thì đó coi như là một chứng khoán. Nhưng mà nhiều người cho là SCC sẽ không ngừng lại ở đây. SCC sẽ tiếp tục tiến tới và sẽ bắt đầu phạt những dự án lớn hơn. Một dẫn chứng là các bạn thấy là gần đây SCC đã bắt đầu nhìn vào dự án Kick Dongkin. Và đây là một dự án cũng rất lớn nhưng mà khác với những dự án nhỏ hơn trước đây dự án kick nói là sẽ đứng lên để mà ra tò với lại sec chúng ta coi coi là kết quả như thế nào ở thời điểm hiện tại thì ngoại trừ là bitcoin ethereum tất cả những dự án còn lại đều có khả năng được sec coi như là chứng khoán và các bạn cũng đã biết là nếu như mà bị liệt vào chứng khoán là một điều rất phiền phức tại vì những sàn giao dịch hiện tại là không có bằng giao dịch chứng khoán và những cái dự án cũng không có bằng tung ra chứng khoán và một số bạn nói là đây chỉ là liên quan tới sec bàn quản lý chứng khoán của hoa kỳ thì liên quan gì tới quốc tế tại vì chúng ta cũng đã biết là thị trường tiền kỹ thuật số là một thị trường toàn cầu một điều các bạn cần nên biết là sec sức ảnh hưởng rất lớn không chỉ riêng ở trong nước hoa kỳ mà còn liên quan tới tất cả những nước lớn khác Tại vì những luật mà scc đưa ra là thường là những quốc gia khác Nhìn vào những luật đó và sau đó là copy Cho nên SEC nghĩ như thế nào về một đồng nào Ảnh hưởng rất lớn đối với sự suy nghĩ của những quốc gia khác về cái đồng đó Và kế tiếp thì chúng ta sẽ nói tới lý do thứ năm Thường nghĩ là nhiều bạn cũng rất quen thuộc với lý do thứ năm này Đó chính là liên quan tới đồng USDT, đồng Tether Đồng Tether bây giờ đã nằm ở trong cái top 10 với tổng số vốn hóa là 2 tỷ và đồng Tether chúng ta cũng đã biết là chịu nhiều sự chỉ trích trong vòng hơn một năm vừa qua Chủ yếu là tại vì cái số 2 tỷ này không có kiểm toán Mà những cái scandal liên quan tới Tether chúng ta cũng đã nói rất nhiều ở trên channel này Tuy là hiện bây giờ chúng ta có một số những đồng ổn định khác Như là những đồng như là USDC, đồng Gemini Dollar, đồng Paxos Standard Nhưng mà những đồng này các bạn thấy là vốn hóa nhỏ hơn đồng Tether rất nhiều Đồng Tether vẫn là một đồng mà được nhiều người thông dụng Một dẫn chứng các bạn thấy được là có tới 2 tỷ đô la nằm ở trong đồng Tether Và có mặt trên rất nhiều sàn hiện tại So với những đồng như là USDC các bạn thấy được là chỉ có 233 triệu Gemini Dollar các bạn thấy được là chỉ có 75 triệu Còn đồng FATSO Standard các bạn thấy là chỉ có 116 triệu Con số rất nhỏ so với đồng Tether hiện tại Nhưng mà đồng Tether là không có cái kiểm toán như những đồng kia Cho nên nhiều người nghĩ là công ty Tether Một công ty mà có cái sự quan hệ rất mật thiết với lại sàn Bitfinex chúng ta cũng đã từng nói tới Tại vì cái đòi lãnh đạo của công ty Tether cũng là cái đòi lãnh đạo của công ty Bitfinex cho nên nhiều người nghĩ là đồng Tether in tiền ra nhưng mà không có cái số lượng đồng đô la đứng sau lưng để mà hỗ trợ. Họ chỉ in ra và sau đó đưa cái số lượng tiền này lên trên thành Bitfinex và dùng đó để làm ảnh hưởng tới giá cả của thị trường. Và đây là một điều mà chúng ta cũng đã nói tới trong vòng hơn một năm vừa qua và đây cũng là một cái đám mây đen bao phủ của thị trường này. Nhiều người tin là đồng Tether trước sau gì cũng sẽ bị sụp và khi mà đồng Tether bị phá sản thì ảnh hưởng rất lớn đối với thị trường này. Thì một số người sẽ nói là đồng Tether khi mà chúng ta nhìn vào chỉ có 2 triệu, thị trường này hiện tại lại là tới 140 triệu thì làm sao mà một cái dự án chỉ có 2 triệu có thể ảnh hưởng đến tổng số vốn hóa của thị trường này trong khi tổng số vốn hóa là tới 140 triệu thì đó sẽ dẫn tới cái lý do thứ sáu chúng ta cần phải nói tới đó chính là vốn hóa của thị trường này vốn hóa của thị trường này thực sự là rất ảo tại sao tại vì thường cho các bạn một số lý do Lý do thứ nhất chúng ta sẽ nói tới đó chính là có rất nhiều giao dịch giả hiện bây giờ Các bạn thấy là một số sàn nhỏ như là Coinbit, Bitforex Combini, GB.com chẳng hạn Những sàn này nói là giao dịch hàng ngày là tới 200 triệu Nhưng mà khi mà chúng ta nhìn vào thì có nhiều dẫn chứng cho thấy Là những sàn này không hề nào mà có tới cái số lượng giao dịch Như là họ đã thông báo ở trên CoinMarketCap Cuối năm 2018 thì có một tài liệu được tung ra và đây là tài liệu được chia sẻ với công ty Blockchain Transparency. Trong 12 cái sàn giao dịch lớn các bạn nhìn thấy ở trên màn hình thì dựa theo công ty Blockchain Transparency thì chỉ có sàn Binance, sàn Bitfinex và sàn Liquid là có giao dịch thật sự, còn lại là giao dịch giả. Và những cái giao dịch giả này được tạo ra từ những cái con bot, từ những cái wash trade có nghĩa là mua hay là bán cùng một giá và cùng một người. Tại sao phải tạo những cái giao dịch giả này thì rất đơn giản, tại một sàn nào mà có nhiều giao dịch thì có thể thu hút thêm nhiều người tham gia vào cái sàn đó và đương nhiên nhiều người tham gia vào nhiều người giao dịch thì đương nhiên sàn đó sẽ kiếm được nhiều lợi nhuận hơn cho nên có rất nhiều sàn sẽ tạo ra giao dịch giả để mà thu hút thêm khách hàng và điều thứ nhì chúng ta sẽ nói tới đó chính là cái cách tính vốn hóa ở trong thị trường này các bạn thấy là trong vòng mấy ngày vừa qua chúng ta thấy được cái sự tăng trưởng về tổng số vốn hóa thị trường này là lên tới mười mấy tỷ nhưng mà có thật sự là có mười mấy tỷ tiền được đưa vào thị trường này hay là không thì đó đương nhiên là không phải cái con số tăng thật sự là thấp hơn cái số mười mấy tỷ rất nhiều tại vì các bạn có thể đưa vào một số tiền nhỏ mà làm ảnh hưởng tới tổng số vốn hóa cái số lượng lớn hơn cái số tiền các bạn đưa vào rất nhiều để thương cho các bạn một cái ví dụ bây giờ chúng ta hãy lấy cái máy tính ra giả sử như là các bạn bỏ vào thị trường này là khoảng 10 triệu đô la và các bạn mua cái số lượng đồng Bitcoin dùng cái số tiền 10 triệu đô la đó và giả sử như là cái 10 triệu đô la đó làm cho giá cái Bitcoin tăng lên 5% có nghĩa là bây giờ giả sử như là khoảng 4 đô mà sau khi các bạn bỏ 10 triệu vào thì giá trị của đồng Bitcoin được tăng lên lên tới cái mức là 4.337 và cái cách tính tổng số vốn hóa thì rất đơn giản. Đương nhiên các bạn lấy là một đồng đáng giá bao nhiêu nhưng cho bao nhiêu đồng ở trên thị trường và các bạn thấy được là thị trường hiện bây giờ là có khoảng 17,5 triệu đồng Bitcoin tổng cộng thì khi mà các bạn đẩy con số này vào cái máy tính các bạn sẽ thấy được là tổng số vốn hóa của đồng Bitcoin là sẽ tăng lên là 76 tỷ so với hiện tại là khoảng 72 tỷ thì các bạn thấy được là đã tăng lên hơn 4 tỷ bề mặt tổng số vốn hóa nhưng mà các bạn chỉ bỏ vào chỉ có 10 triệu đô la cho các bạn thấy được là bỏ một số lượng nhỏ tiền vào có thể làm cho cái vốn hóa tăng lên rất nhiều cho nên nhiều người nghĩ là khi mà các sàn giao dịch được thanh lọc và cái số lượng giao dịch tính kỹ càng hơn tổng số vốn hóa được tính lại kỹ càng hơn thì sẽ thấp hơn con số bây giờ rất nhiều và sẽ làm cho nhiều người hoang mang và có thể dẫn tới cái sự sụt giá như là trước đây khi mà coin market cap loại bỏ một số sàn của hàn quốc các bạn cũng nên nhớ là cái lúc đó đột ngột giá trị bị sụp xuống làm cho nhiều người không biết lý do tại sao cho nên một số người lại bán ra làm thị trường lại càng tiếp tục xuống thì nhiều người nghĩ là cái sự tương tự cũng có thể xảy ra nếu mà vốn hóa được tính lại lý do thứ bảy chúng ta sẽ nói tới thì chúng ta một lần nữa hãy trở lại nói về những cái institutional investor hay là những nhà đầu tư lớn thì hồi nãy chúng ta cũng đã nói tới là cho dù những nhà đầu tư lớn tham gia vào thị trường này cũng không có nghĩa là họ sẽ mua họ hoàn toàn có thể short nhưng mà giả thế như là những công ty lớn tham gia vào thị trường này và họ sẽ mua chứ không phải là short thì cũng không có nghĩa là họ sẽ lên những sàn giao dịch nhưng mà chúng ta sử dụng để mà mua chúng ta cũng đã nói về cái vấn đề này trong video ngày hôm qua bình thường là nếu như mà mua hay là bán số lượng lớn là họ sẽ lên những sàn OTC những sàn vòng ngoài tại vì không muốn ảnh hưởng tới giá cả tại vì các bạn cũng đã biết là nếu như mà mua số lượng lớn các bạn càng mua thì giá cả sẽ càng cao và ngược lại bán số lượng lớn các bạn càng bán thì giá cả sẽ càng xuống và có rất nhiều dẫn chứng cho thấy là trong năm 2018 cái khối lượng mà giao dịch ở trên sàn otc đã tăng lên rất nhiều như là công ty genesis công ty mà chuyên về giao dịch otc đã cho thấy là năm này qua năm nọ cái số số giao dịch đã tăng lên 50% cho nên nhiều người cho là những nhà đầu tư lớn tham gia vào thị trường này và mua Bitcoin cũng không có nghĩa là giá trị Bitcoin sẽ tăng lên và có thể là có cái khả năng đi ngược lại tại vì họ có thể mua cái số lượng lớn đồng Bitcoin qua sàn OTC sau đó dùng cái số lượng đó để mà bán ở thị trường để mà đẩy giá xuống trong lúc mà họ số cái số lượng lớn ở trên những xe hợp đồng tương lai như chúng ta mới vừa nói tới để mà kiếm lợi nhuận cao hơn và lý do kế tiếp chúng ta sẽ nói tới đó chính là lý do thứ 8 liên quan tới cái sự dao động giá của đồng Bitcoin nói riêng và crypto nói chung. Tuy là trong thời gian gần đây chúng ta thấy được là cái giá cả của đồng Bitcoin cũng khá ổn định. Có một thời gian chúng ta thấy là giữ cái giá là khoảng 6.000 đô và trong thời gian gần đây giữ giá là khoảng 3.500 đô. Nhưng mà trong lịch sử của đồng Bitcoin giá trị lên xuống rất nhiều và một số người cho đây là một điều không tốt đối với sự phát triển của đồng Bitcoin sau này, tại vì nếu như mà chúng ta muốn sử dụng đồng Bitcoin để mà mua bán hàng ngày, sử dụng trong đời sống thì giá cả không thể nào mà lên xuống như là trong vòng 10 năm vừa qua. Và vì lý do đó nhiều người cho là cái giá cả hiện tại là đã quá cao so với cái giá trị mình được sử dụng trong đời sống. Cho nên giá cả nhiều người nghĩ là sẽ đi trở xuống để phản ảnh cái giá trị thực sự mà được sử dụng trong đời sống Và đó cũng dẫn chúng ta tới lý do thứ 9 Thì tuy là đồng Bitcoin càng ngày là càng được nhiều người biết tới Nhưng mà cái số lượng đồng Bitcoin sử dụng thật sự ở trong giao dịch hàng ngày thì không có nhiều Lần cuối cùng các bạn sử dụng đồng Bitcoin để mua bất cứ vật nào là khi nào Đối với bản thân Thuận là gần hơn một năm nay là thường không có sử dụng đồng Bitcoin để mua bất cứ một vật nào và Bitcoin nói riêng, crypto nói chung trong vòng một năm vừa qua thường không sử dụng bất cứ token nào để mà mua bất cứ dịch vụ nào hay là vật nào. Tại sao? Không phải là tại vì không có nhiều người chấp nhận thanh toán bằng tiền kỹ thuật số ở Hoa Kỳ có những trường nơi chấp nhận thanh toán bằng Bitcoin và một số tiền kỹ thuật số khác. Ngay cả là thường sắp sửa thay thuế năm 2019 này, công ty mà đứng ra thay thuế họ cũng chấp nhận thanh toán cái phí thay thuế của họ sử dụng đồng Bitcoin nhưng mà thường không có sử dụng crypto để mà trả. Tại sao? Tại vì đối với Thuận và rất nhiều người, đây là một công cụ đầu tư và cũng như nhiều người thường rất tin vào thị trường này và tin tưởng là giá cả sau này có thể là sẽ cao hơn giá cả hiện tại rất nhiều. Cho nên không muốn sử dụng tiền kỹ thuật số ở thời điểm này, nhất là lúc mà giá cả đi xuống hơn một năm vừa qua. Và ngày hôm nay thì khi mà chúng ta nhìn vào CoinDesk thì có một cái bài viết được chia sẻ là cái người này đã sử dụng 1.000 đồng Bitcoin để mà mua cái chiếc xe Toyota Prius này cách đây vài năm. Và các bạn thấy được là vài năm sau khi mà chúng ta tính về cái giá hiện tại Giả sử như là bây giờ là chúng ta tính trung bình là 4.000 đô Thì 1.000 đồng Bitcoin hiện tại là 4 triệu đô la Bằng cái bạn mua mấy chục chiếc Lamborghini Cho nên không có nhiều người chấp nhận sử dụng đồng Bitcoin để mà thanh toán hiện tại Và Fortune cũng đưa ra một cái bài viết là 100 đồng Bitcoin là đáng giá như thế nào Và trên mạng các bạn cũng có thể tìm thấy rất nhiều những dẫn chứng là một số người sử dụng đồng Bitcoin trước đây Và bây giờ rất là hối hận Giống như là trước đây vài năm khi mà các bạn sử dụng 100 đồng Bitcoin để mà mua một cái áo hay là một cái quần năm 2014 lúc mà đồng Bitcoin giá trị là khoảng 400 đô la thì cái áo hay là cái quần đó của các bạn là đáng giá bây giờ là 1.000 đô và nhiều người nghĩ là nếu như mà đồng Bitcoin không được sử dụng hay là crypto không được sử dụng ở trong đời sống thì sẽ không có giá trị và nhất là khi mà chúng ta nói tới đồng Bitcoin nhiều người nghĩ là đồng Bitcoin phải được sử dụng ở trong đời sống thì mới có được cái giá trị là một tài sản tại vì nhiều người nói là bất cứ tài sản nào cũng có cái giá trị thật sự được sử dụng trong đời sống như là khi chúng ta nói tới vàng thì vàng là không những là một tài sản mà còn được sử dụng trong nhiều ngành công nghiệp khác nhau cho nên vàng mới có giá trị thì đây không phải là một điều hoàn toàn sai thực sự mà nói là bản thân thường cũng không có sử dụng crypto trong đời sống hàng ngày tại vì đây là một công cụ đầu tư thường hy vọng là giá cả sau này sẽ cao hơn giá cả hiện tại cho nên tôi không sử dụng ở thời điểm này nhưng mà hiện bây giờ có rất nhiều giải pháp để mà giải quyết vấn đề này như để chúng ta nói tới ngày hôm qua liên quan tới mạng lưới Lightning Network giải pháp tầng hai của đồng Bitcoin hay là chúng ta nói tới những giải pháp tầng hai của những dự án khác như là dự án của Ethereum chẳng hạn cho nên tuy là bây giờ không nhiều người sử dụng nhưng mà cái mức sử dụng cũng từ từ tăng lên và cho tới khi nào mà giá trị ổn định hy vọng là khi nào mà giá trị ổn định của đồng Bitcoin là cái giá cao hơn bây giờ rất nhiều thì lúc đó mọi người mới có thể sử dụng rộng rãi và sử dụng những giải pháp tầng hai như là Lightning Network và điều cuối cùng, điều thứ 10 lý do tại sao mà một số người nói là Bitcoin không có giá trị là tại vì khi mà chúng ta nói tới giá trị của đồng Bitcoin thì có một số người nói là tại vì đồng Bitcoin chỉ có tổng cộng tối đa là 21 triệu đồng Bitcoin, không thể có thêm, cho nên đây là một tài sản hiếm hoi, nhưng mà nhiều người dễ dàng nhìn ra được là trong thị trường crypto có rất nhiều những cái hard fork mỗi lần ha phố thì có thể sinh ra một đồng mới nếu như mà có sự bất đồng như là chúng ta chứng kiến ha phố lớn nhất của đồng bitcoin trước đây đó chính là ha phố của đồng bitcoin cash năm 2017 và sau đó chúng ta có hàng loạt những ha khác như là ha phố bitcoin gold ha bitcoin diamond thì ra khi mà chúng ta nhìn vào con market cap các bạn sẽ thấy được khi mà các bạn đánh chữ bitcoin các bạn thấy được là trên thị trường hiện bây giờ là có bitcoin cash bitcoin sv bitcoin gold Bitcoin Private, Bitcoin Diamond Cho nên nhiều người nói tại vì có thể half phố liên tục cho nên trước sau gì đồng Bitcoin cũng không còn giá trị Nhưng mà thật ra khi mà chúng ta nhìn vào thì đây không hẳn là đúng Tuy là chúng ta có rất nhiều Harford trong thời gian 2 năm vừa qua Nhưng mà chúng ta thấy được là Bitcoin vẫn giữ được giá trị và đứng đầu thị trường này Những phố đó thật sự là không có sự ảnh hưởng lớn Đối với cộng đồng Bitcoin, đối với hệ sinh thái của Bitcoin Đồng BTC vẫn là một đồng đứng đầu Nhìn vào một cách khác giả sử như là chúng ta nói tới công ty Facebook nếu như mà một số nhân viên của Facebook rời bỏ Facebook, sau đó lại tạo ra một cái công ty tương tự, một cái mạng xã hội tương tự như là Facebook, có phải là giá trị của công ty Facebook sẽ bị giảm ở thời điểm đó hay là không? Thì đó đương nhiên là không phải, tại vì cái công ty mới thành lập đó không có thể nào mà ảnh hưởng trực tiếp đối với công ty Facebook. Đương nhiên nếu như mà công ty mới đó thực sự là tốt hơn công ty Facebook thì trong thời gian dài thì có thể là cạnh tranh được với công ty Facebook, nhưng mà mở một công ty mới không có nghĩa là công ty cũ sẽ bị giảm giá cũng tương tự khi mà chúng ta nhìn vào bitcoin khi mà chúng ta có một đồng mới 40 bitcoin không có nghĩa là giá trị bitcoin sẽ giảm xuống thì đây là 10 lý do tại sao mà thị trường này có thể giảm trong thời gian tới đây Thuận biết là video này cũng khá dài nhưng mà Thuận muốn cho các bạn thấy được là cái phía bên kia như thế nào Đương nhiên là Thuận rất tin tưởng vào thị trường này Và khi mà chúng ta nhìn vào 10 điểm yếu mà chúng ta mới nói tới về thị trường này Thì đối với Thuận những điểm yếu này chỉ là những điểm yếu tạm thời Trong thời gian dài Thuận tin tưởng là sẽ khắc phục được Không ai có thể đảm bảo được là đồng nào sẽ tăng giá sau này Nhưng mà Thuận tin tưởng là thị trường này sẽ tiếp tục phát triển và phát triển rất mạnh và tôi hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong video ngày hôm nay Thuần sẽ hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp Tạm biệt các bạn Cảm ơn các bạn đã dành thời gian để mà xem cái video này Các bạn đừng quên nhấn cái nút like Và những bạn nào mà chưa đăng ký Thì hãy đăng ký vào chương trình youtube này Để nhận được những thông tin mới nhất Và những bạn nào mà có nhu cầu liên hệ với Thuần Capital Hay cần link các sàn giao dịch Hay là các sản phẩm liên quan tới tiền kỹ thuật số Thì tất cả các link chính thức sẽ nằm ở phía dưới cái video này Tạm biệt các bạn